chào tất cả mọi người. Thường thì khi chúng ta sử dụng các dạng thủy canh, bởi vì rau và các loại thực vật nói chung đều có tính hướng nắng, cho nên sẽ phát triển về một bên có ánh nắng. Bởi vậy, khi đi thăm vườn thủy canh, chúng ta hãy xoay các rọ rau về cái mặt mà không có ánh nắng để cây có thể phát triển đồng đều hơn và đảm bảo rằng tất cả các mặt của cây đều có ánh nắng và cây sẽ phát triển rất là tốt ạ.